bàn. Và nếu mà trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả. Đấy, suốt thời gian qua linh mục Nguyễn Duy Tân sang Úc, sang Đài Loan và sang đó để tiếp cận các đối tượng chống đối lại nhà nước Việt Nam và tuyên truyền chống lại nhà nước Việt Nam. Vậy thì các bạn có thấy được rằng ông ta đang không thể hiện được cái vai trò tôn giáo của mình, là người quản lý tôn giáo, là người thực hành tôn giáo. Ông là người thực gọi là gì nhỉ? Là người có cái chức vụ trong tôn giáo, không thể hiện cho người ta thấy được rằng ông ta có giá trị đối với giáo dân như thế nào, mà là chỉ cố gắng thể hiện quan điểm chính trị phục vụ cho cá nhân ông ta mà thôi. Ví dụ như Nguyễn Duy Tân có cái quan điểm chính trị đó là ủng hộ cái chế độ chính trị cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là quan điểm chính trị của riêng Nguyễn Duy Tân chứ không phải của tất cả các giáo dân. Nhưng ông ta lại dùng tư cách là một linh mục sang Đài Loan để cấu kết với các thành phần phản động chống đối lại hệ thống xã hội chính trị về cộng sản của nhà nước Việt Nam ta. Hay là ông ta sang Úc, ông ta cũng lấy tư cách là một linh mục để thể hiện quan điểm chính trị. Như vậy thì rõ ràng đấy là sự áp đặt, dùng cái tư cách linh mục để thể hiện cái quan điểm chính trị, phục vụ quan điểm chính trị cá nhân của bản thân mình. Điều đó cho thấy ở đây có kẻ lợi dụng tôn giáo thần quyền để áp chế thế quyền. Các bạn có thể thấy là cái hệ thống tôn giáo của giáo hội Công giáo Roma vô cùng chặt chẽ và giáo dục vô cùng tốt, làm cho tất cả những giáo dân, làm cho những người theo cái tín ngưỡng này, theo cái tôn giáo này rất biết vâng lời. Và chính vì điều đó cho nên dù rằng rất là bức bối, rất là bực bội, nhưng mà cũng không thể nào dám lên tiếng chỉ trích lại chính vị linh mục của mình. Bởi vì đó là vị tư tế, người là cầu nối giữa Thiên Chúa với con chiên. Do đó cho nên chúng ta thấy cái việc lợi dụng tôn giáo để mưu đồ chính trị cho cá nhân của một số linh mục đã làm cho xã hội chúng ta cảm thấy khó chịu. Thời gian qua một số người đã gọi tôn giáo là côn giáo, đó là cái việc hết sức đáng tiếc. Thì tôi mới đưa ra cái cách mà giải tán đó là phải thành lập quốc hội người Việt dân tộc.